Xin chào các thầy cô, các bạn học sinh ạ. Để có thêm thông tin cho các đội thi và hướng dẫn thêm một vài cái thông tin để thi đấu ha. Đồng thời thì cũng để giải đáp các cái thắc mắc cho các đội thi để chuẩn bị tốt cho các cái buổi thi đấu trong thời gian sắp tới của giải đấu ORC Online được tháng 7/2024. Thì ban tổ chức có mở một cái buổi meeting ngày hôm nay để cung cấp thêm các cái thông tin cho các đội thi. Đầu tiên thì như thông báo, ban tổ chức sẽ hỗ trợ hướng dẫn thêm về việc lắp ráp sân thi đấu, một vài cái lưu ý khi mà lắp ráp sân thi đấu ha, và cách đặt cái góc camera để làm sao cho ban tổ chức có thể và trọng tài có thể dễ dàng quan sát tính điểm và ghi nhận cái kết quả một cách phù hợp và chính xác. Thì chắc là cái clip về hướng dẫn sân thi đấu thì ban tổ chức cũng đã gửi cho các thầy cô và các đội thi rồi. Như trên hình thì đó là một cái sân thi đấu với của đợt thi đấu online lần này, nó bao gồm phần mặt sân, phần khung, các cái khối vật và phần khung thành. Rồi thì khi lắp ráp sân thi đấu thì các đội thi lưu ý một vài cái thông tin, đó là một vài các cái thông tin đó là khi mà lắp ráp sân thì các thầy cô cần phải gắn chặt các cái khớp nối để nó không bị bung ra trong cái quá trình thi đấu. Các cái khớp nối giữa các cái phần khung sân này, và đặc biệt là cái khớp nối giữa các cái phần khung thành và khung sân cho nó chắc chắn để đảm bảo không việc bị bung hoặc là bị xê dịch trong cái quá trình thi đấu. Và trong thể lệ thi đấu có quy định rõ là đội thi sẽ bị trừ điểm nếu như làm cho sân thi đấu hoặc là khung thành nó bị bung nha. Vấn đề tiếp theo cần lưu ý nữa đó là các cái khối vật, đó là các cái khối hình tròn, tức là trong các cái trái banh đó, nó sẽ được đặt ở các cái vị trí, đó là bốn cái ô vuông ở giữa sân. Các cái khối vuông sẽ được đặt đúng vị trí như trong hình mà em đang chiếu lên nhỉ. Rồi. Thì các thầy cô lưu ý là các cái khối vật nó phải nằm hoàn toàn và đúng vị trí trong cái phần màu diện tích màu trắng nha các thầy cô, tức là nó không bị lan ra bên ngoài, cũng không nằm ngoài, thì trọng tài mới bắt đầu cho thi đấu ha. Và nội dung tiếp theo đó là về một cái công việc khá là quan trọng, đó là cái góc camera. Thì trong các cái vật dụng thi đấu gửi đi cho các đội á, thì là ban tổ chức có cung cấp thêm một cái chân camera và một cái webcam. Thì cái chân camera và cái webcam này có thể gắn với nhau thì chắc là cũng rất là dễ thuận tiện cho các đội thi gắn rồi. Và cái góc camera đó thì các đội thi lưu ý là đặt đúng hai cái góc mà cái hình em đang chiếu lên đó. Thì cái góc camera nó sẽ chiếu từ dưới, tức là từ cái mặt khung thành lên trên hai cái ô xuất phát, đúng cái góc như là em đang chiếu luôn. Thì với cái góc này thì trọng tài có thể quan sát rõ nhất về cái quá trình thi đấu, cũng như là thuận tiện cho việc ghi nhận kết quả thi đấu nha các thầy cô. Thì các đội thi cố gắng sắp xếp các cái vị trí làm sao đó để cho có một cái góc quay nó sẽ phù hợp, thuận tiện cho cái quá trình thi đấu. Ngoài ra thì các đội thi có thể trang trí thêm cho cái khu vực thi đấu của mình, gắn bảng hay là gắn tên, hay là đưa ra một cái khu vực nào đó để cho có cổ động viên
cùng quan sát, cùng cổ vũ thì điều đó thì rất là tuyệt vời và sẽ tuyệt vời hơn. Dạ, và về cái nội dung chia sẻ về cái chỗ sân thi đấu và cái góc camera này thì cho em hỏi là các đội thi có câu hỏi hay là có vướng mắc gì cần đặt ra không ạ? Dạ rồi, em mời mời cô hoặc thầy Mai Văn Vũ ạ. Em muốn hỏi thêm là với cái góc quay này á, thì trong điều lệ có nói đến bằng là nhất bánh rời khỏi sân thi đấu, thì cái góc máy này có đảm bảo là mình sẽ ban tổ chức rồi trọng tài sẽ nhìn thấy được cả bốn bánh hoặc là hai bánh để mình tính điểm không ạ? Hay như thế nào ạ? Hay là có một góc quay lúc mình tính điểm thì sẽ có một cái góc quay nào khác không? Xin hết ạ. Dạ cảm ơn thầy. Một câu hỏi nó cũng khá là hay và thú vị. Chắc là cũng có nhiều đội thi thắc mắc về cái vấn đề này ha. Thì cái góc quay của camera chính sẽ đảm bảo cho việc là trọng tài và tổ trọng tài có thể quan sát một cách rõ nhất cái quá trình thi đấu và đảm bảo rằng là sẽ không có một cái tác động gì bên ngoài vào kết quả thi đấu. Còn lại dưới cái góc mà để ghi nhận cái việc là nhấc bánh xe lên nhá, thì sau khi thi đấu thì sau khi thi đấu xong, tức là thời gian thi đấu kết thúc, thì giáo viên hướng dẫn sẽ có cái bước tiếp theo, đó là chụp các cái hình, chụp một vài cái hình về kết quả thi đấu gửi vào nhóm Zalo, tức là cái nhóm của cuộc thi đó. Thì cũng có các bạn cũng có tổ trọng tài thường xuyên thường trực ở trong đó để ghi nhận cái kết quả thi đấu của các đội thi đó thầy. Tức là sau khi thi đấu thì các thầy cô, các giáo các thầy cô cung cấp thêm các hình ảnh về kết quả thi đấu để hỗ trợ cho việc trọng tài ghi nhận cái kết quả một cách chính xác nhất. Dạ, em mời cô ạ. Dạ, nhờ nhờ thầy hướng dẫn lại cái luật trừ điểm hay cộng điểm gì thêm cho bên đội mới tham gia nắm rõ với ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Em sẽ lướt lại một lần nữa về cái thể lệ thi đấu và cũng như để chuẩn bị cho nội dung tiếp theo trong buổi ngày hôm nay luôn nhé. Thì cái thể lệ thi đấu được cũng được cung cấp công khai ở trên trang web của cuộc thi. Em sẽ show rõ luôn cái phần về phần tính điểm. Thì trong cái cuộc thi trong cuộc thi đấu á, lần này á, thì là theo như thể lệ thì các thầy các đội thi có thể có ba cái nội dung bị trừ điểm, có thể có ba nội dung bị trừ điểm, đó là nội dung về khối vuông thứ 8 ở trong cung thành, tức là khối vuông thứ 8 ở trong khu vực ghi điểm. Rồi thì như các thầy cô cũng biết là một lượt thi đấu thì sẽ có hai đội thi liên minh với nhau, như vậy tổng của cả hai sân thi đấu sẽ là có 8 khối vuông, có 8 khối vuông. Tuy nhiên ban tổ chức chỉ tính là 7 khối vuông hợp lệ thôi, tức là hai đội thi cần phải liên lạc, liên hệ, trao đổi và quan sát cái phần thi của
đổi liên minh với đổi mình làm sao đó để có một cái chiến thuật để hai đội thi ghi được 8 ghi được 7 khối vuông vào khu vực ghi điểm thôi. Và nếu như trường hợp khối vuông thứ 8 nằm ở trong khu vực ghi điểm thì đội thi đó vẫn được tính điểm 8 khối, tuy nhiên sẽ bị trừ 50 điểm trên cái tổng điểm kết quả ghi nhận được. Đó là cái nội dung điểm trừ đầu tiên. Nội dung điểm trừ tiếp theo đó là khung viền bị bung ra trong quá trình thi đấu thì sẽ bị trừ 20 điểm. Và một cái nội dung nữa và nội dung điểm trừ thứ ba đó là khi mà hết thời gian thi đấu thì thí sinh điều khiển bắt buộc phải đặt cái tay cầm và không được điều khiển tiếp khi mà quá thời gian thi đấu. Thì cái nội dung này thì nó làm ảnh hưởng khá là nhiều đến kết quả thi đấu, nên là ban tổ chức sẽ xem xét trừ điểm hoặc là có một những cái hình thức nào đó nó nghiêm khắc hơn đối với các đội mà vi phạm nội quy này. Thì cái tiêu chí cơ bản nhẹ nhất đó là vẫn ghi nhận kết quả thi đấu nhưng mà bị trừ 20 điểm. Còn nặng hơn thì ban tổ chức sẽ xem xét về việc là hủy kết quả thi đấu của đội đó. Dạ, đó là ba cái nội dung điểm trừ nha. Còn việc là các cái điểm cộng và các cái điểm cộng và làm sao để có điểm thêm điểm cộng vào cuối trước khi kết thúc thi đấu á, thì em sẽ trình bày trong cái thời gian tiếp theo. Dạ rồi. Tiếp theo em sẽ giới thiệu lại một số các cái phần lưu ý khi thi đấu và đặc biệt là cái thời gian thi đấu. Tổng cái thời gian thi đấu của một lượt thi đấu đó là 150 giây thời gian thi đấu chính thức ạ. Trong trong đó có 30 giây đầu là robot sẽ hoạt động tự động như đó thầy cô, và 120 giây tiếp theo thì đội thi có thể điều khiển bằng tay, điều khiển robot bằng tay, tức là bằng tay cầm điều khiển đó. Một lượt thi đấu thì khi mà có hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài thì đội thi sẽ có một thành viên nhấn nút ở trên robot để robot hoạt động tự động. Sau khi 30 giây hoạt động tự động kết thúc thì thí sinh mới được cầm tay cầm điều khiển lên để điều khiển robot. Hết 120 giây thì thí sinh sẽ phải, khi có hiệu lệnh kết thúc của trọng tài thì thí sinh sẽ đặt tay cầm điều khiển xuống sân thi đấu. Và cái tay cầm điều khiển các đội thi lưu ý là đặt ở trong cái khu vực xuất phát, đặt ở trong cái khu vực xuất phát. Ví dụ như vị trí của mình xuất phát ở màu đỏ thì robot xuất phát ở màu đỏ thì tay cầm sẽ được đặt ở trong màu xanh và ngược lại như vậy ha. Cái việc này thì đảm bảo cho trọng tài quan sát được rõ nhất cái quá trình thi đấu của các đội thi. Về cái ghi nhận kết quả thi đấu thì ban tổ chức sẽ trong tổ trọng tài sẽ ghi nhận kết quả thi đấu sau khi thời gian thi đấu kết thúc nha các thầy cô, chỉ ghi nhận sau khi thời gian thi đấu kết thúc thôi. Thì có những cái
cái hình thức, những cái nội dung ghi điểm như sau. Các cái khối hình tròn nằm ở trong khu vực ghi điểm, và cái khu vực ghi điểm ở đây không chiếu chiếu rõ ra ha. Cái khu vực ghi điểm được quy định đó là từ cái phần vạch vàng trở về hết cái lề sau của khung thành. Đây được quy định là khu vực ghi điểm ha, và các thầy cô xem cái luật thi đấu thì chắc là cũng cũng cũng, cũng rất rõ rồi. Đối với cái khối Thầy tròn, chịu thầy. Thầy chịu khung thành rồi thầy nói thầy. em chiếu cái khung thành lúc em mô tả đâu là vạch Mẹ vàng á chứ. ơi con dẫn một 10 về này. Chị. Em chia sẻ cái hình khung thành á, à, cái sa bàn á. Dạ rồi. Rồi, như vậy theo như cái hình ảnh để em chiếu ở trên nha, ở trên nha, thì vạch màu vàng trở về phía sau khu vực khung thành, hết cái lề của sân phía sau khu vực sân khung thành nha, thì nó được gọi là khu vực ghi điểm. Rồi khu vực ghi điểm này được chia rõ là có hai vị trí, đó là ở ngoài khung thành và ở trong khung thành. Ở ngoài khung thành thì sẽ được điểm ít hơn, và ở trong khung thành sẽ được điểm nhiều hơn. Đối với cái khối tròn ở trong khu vực ghi điểm, ở trong thể lệ thi có quy định rõ rồi. Đây ha, các thầy cô có thể chú ý quan sát. Đối với khối hình tròn trong khu vực ghi điểm thì được 2 điểm ha. Hình vuông trong khu vực ghi điểm thì được 5 điểm. Và tương tự như vậy, có một cái ba rem điểm nó cũng khá là rõ ràng rồi. Tuy nhiên thì có một có hai cái nội dung ghi điểm ở mục ở mục 6 và mục 7 thì em sẽ chia sẻ rõ hơn. Ở mục 6 tức là khối vuông nằm trên khối vuông khác ở trong khung thành thì nó sẽ có một cái hình em minh họa dưới này ha. Đây, tức là khối vuông nằm ở trên khối vuông khác ở trong khung thành này thì sẽ được 18 điểm ha. Đây ạ. Cái vị trí nằm cái khối vuông nó nằm trên này được quy định rất là rõ ràng, đó là khối vuông nằm trên nó phải nằm hoàn toàn ở cái mặt trên của những cái khối vuông khác, hoặc một hoặc nhiều khối vuông khác, và nó không có tiếp xúc với các cái thành phần khác của sân thi đấu, tức là nó không có tựa vào trong cái ống cái khung thành, hoặc là nó không được dính với robot, nên là thì mới được tính điểm ở cái nội dung này. Cái nội dung số tính điểm thứ bảy đó là cái việc là bánh xe được nâng lên trước thời gian thi đấu kết thúc. Thì trong lúc thi đấu thì trong 10 giây cuối cùng ban tổ chức sẽ thông báo cho thí sinh nha, và thí sinh sẽ tận dụng những cái khoảng thời gian cuối cùng đó làm sao để nâng các cái bánh xe trên robot lên. Đối với các bánh xe không chạm đất, không chạm cái mặt sân thi đấu thì sẽ được cộng 5 điểm trên một bánh xe. Thì theo như cái hình minh họa mà các thầy cô thấy ở trên thấy ở trên thể lệ thi đấu, đó là robot này có thêm hai cái cơ cấu chống lên, có cái càng chống lên để nó nhấc các bánh xe lên, thì đây là cái việc là có sáng tạo thêm cơ cấu rồi. Thì có những đội khác không chưa mình chưa có nhiều khả năng sáng tạo thêm các cơ cấu thì mình hoàn toàn có thể là dùng cái càng của mình để mình gác lên trên cái phần phần khung khung sân á, để nâng các cái bánh xe lên. Và cái việc nâng bánh xe lên nó cũng được quy định rất là rõ ràng, đó là tối đa 4 bánh xe cho một robot, và các bánh xe đó chỉ là bánh xe
dẫn hướng hoặc là bánh xe động lực thôi, chứ không được là lấy các cái bánh xe rời bên ngoài gắn lên cho nhiều trên robot để tính được nhiều điện, và tối đa chỉ là bốn được tính là 4 bánh xe trên một robot thôi. Và một cái điểm thú vị nữa đó là các thầy cô có thể xếp chồng các cái khối vuông liên tiếp lên nhau để tính điểm, giống như trên hình mà em đang chiếu đây nha. Như vậy thì đối với cái trường hợp này thì chỉ là khối vuông chồng lên trên khối vuông khác thôi là được tính 18 điểm rồi, cho dù nó là chồng 1, chồng 2, chồng 3, chồng 4 đi nữa thì nó vẫn là 18 điểm. Ví dụ như trên hình này thì cái khối số 1 và khối số 2 đều được 18 điểm nha các thầy cô, cứ một khối được 18 điểm. Có một cái lưu ý mà lúc nãy em có trình bày đó là cái khối vuông ở trong khung thành nó chồng lên, tuy nhiên thì nó bị gác lên trên cái khung thành nên là cái khối này không được tính điểm. Và một cái điều lưu ý nữa đó là tất cả các khối tính điểm, các khối vật chỉ được tính điểm khi mà nó tiếp xúc với mặt sân thi đấu hoặc là nó chồng lên trên cái khối vật khác. Và những cái trường hợp như là các cái khối vuông, khối tròn đang dính trên, tức là đang bị kẹp ở trên robot hoặc là nó vô tình nào đó nằm ở trên robot thì cho dù nó ở trong khung thành đi nữa thì cũng không được tính điểm nha các thầy cô. Các khối vật bắt buộc phải tiếp xúc với mặt sân thi đấu hoặc là nó chồng trên khối khác thì mới được tính điểm. Dạ rồi thì chắc là em sẽ trình bày xong một cái nội dung nhỏ nữa để mời thầy Toàn ha. Một cái nội dung nhỏ nữa đó là giả sử như trong cái quá trình thi đấu, tức là trong 150 giây thi đấu đó, giả sử như robot gặp sự cố thì thí sinh sẽ xử lý như thế nào? Trường hợp robot gặp sự cố ha, thì do là đây là hình thức thi đấu online nên thí sinh có quyền tự động dùng tay để nhấc robot của mình về cái vị trí xuất phát để xử lý mọi vấn đề. Thí sinh xử lý sự cố thì đều phải đưa về vị trí xuất phát để xử lý, chúng ta không có đưa ra bên ngoài sân thi đấu hoặc là đưa ra ngoài luôn cái phần góc camera để xử lý. Chúng ta bắt buộc thí sinh tức là học sinh đó phải lấy robot về ngay vị trí xuất phát, một trong hai vị trí xuất phát để chúng ta xử lý ngay tại vị trí đó. Và một lưu ý nữa đó là khi mà thí sinh đang xử lý robot thì đồng hồ vẫn chạy, không, chúng ta sẽ không có tạm dừng. Nên là trong lúc thi đấu thì hai đội thi có thể liên hệ với nhau làm sao đó để cho chúng ta trao đổi để thay đổi cái chiến thuật một cách phù hợp trong quá trình thi đấu. Dạ rồi, thì chắc là mời các thầy cô đặt ra những các câu hỏi trong quá trình thi đấu. Mời thầy, lúc nay em có thấy thầy Toàn, mời thầy Toàn. Ok, cảm ơn thầy Trực. Mình có câu hỏi một chút xíu, đó là cái khối vuông. Cái khối vuông đang nói về việc tính điểm hay không tính điểm. Khi khối vuông mà chạm cái khung của cái... chạm vào cái khung á thì nó vẫn được tính điểm, chỉ có khi nào khối vuông gác lên nằm trên cái khung mới không được tính điểm thôi, đúng không ạ? Dạ, tức là nó tiếp xúc với cái khung là không được tính điểm rồi. À, là cái khối vuông tiếp xúc với cái khung của khung thành là không được tính điểm, là phải cách cách ra khỏi cái khung của khung thành. Dạ đúng rồi. Ok, rồi mình cảm ơn. Dạ, thực ra thì câu hỏi của thầy Toàn em cũng hiểu đó là
giả sử như nó tiếp xúc nhưng mà nó không chịu được một cái lực tác động nào đó bởi cái khung thành, thì trường hợp này thì nó cũng khó cho ban tổ chức để mà đánh giá, trong, do là hình thức thi online đó. Nên để cho đảm bảo công bằng thì chúng ta nên có một cái quy định chung như vậy là không tiếp xúc luôn nha thầy. Chúc ơi, coi chừng cái chỗ này toàn hỏi câu này hay á. Cái chỗ này là mình có quy định là nếu khối vuông nào mà không tiếp xúc với mặt sân, thì sẽ bị cái quy định đó. Còn nếu mà khối vật mà có tiếp xúc với mặt sân thì sẽ không sao và vẫn được tính điểm bình thường. Và lý do khi mà cái khối vật mà không tiếp xúc với mặt sân mà đang kê trên một cái khối khác mà tựa vào cái thành như thế này thì nó là tình huống là nó không chắc chắn, thì nên là không được tính điểm. Riêng cái khối vật mà ở dưới có tiếp xúc mặt sân thì sẽ được tính điểm. Dạ rồi, em sẽ nói lại nhé. Theo em hiểu là cái khối đầu tiên có nghĩa là cái khối ở phía dưới mà tiếp xúc với cái thành thành cái khung thành á thì không sao. Còn cái khối thứ hai đặt lên trên mà gác lên cái khung thành hoặc tựa vô cái khung thành thì sẽ không tính điểm của cái khối thứ hai, đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi, trong cái hình tài liệu mà thầy Trực đang show lên cũng ghi rất là rõ, tức là trường hợp này áp dụng với việc khối vuông chồng lên khối vuông khác. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ. Dạ, em mời các thầy cô tiếp theo ạ. Mời thầy Tuấn Thịnh ạ. Dạ, thưa thầy, là cái sân đó là mình được đặt tự do hay là ban tổ chức sắp đặt, mình đặt sân đỏ hoặc là xanh? Thì việc mà sắp xếp thứ tự thi đấu sau cái buổi này thì chúng ta sẽ có một cái nội dung đó là bốc thăm thứ tự thi đấu. Thì sau khi có thứ tự thi đấu trong cái danh sách thì các đội thi sẽ biết là mình sẽ thi đấu ở trong cái nội dung khu vực xuất phát là màu xanh hay màu đỏ luôn, là sẽ chia sẵn luôn á, một cách ngẫu nhiên. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ, em mời cô Nguyễn Hữu Chi Hữu Chí ạ. Mời thầy cho em hỏi nha thầy. Ví dụ như robot 30 giây đầu được chạy tự động như vậy thì robot nó chạy hình thức như thế nào, là chạy nó chạy theo kiểu vuông góc như hôm trước mình tập huấn gửi, hay là nó chạy như thế nào cũng được, miễn sao trong 30 giây đầu nó có chạy tự động là được? Alo, nghe không thầy? Dạ em nghe thầy ơi. Dạ rồi, thì hai cái buổi trước thì thầy Nhân chắc cũng đã giới thiệu cho các thầy cô và các đội thi về cái hình thức chạy tự động này rồi. Thì cơ bản đó là chạy tự động đó là sẽ không có nhận một cái tín hiệu nào điều khiển từ thiết bị điều khiển hoặc là từ con người, và robot sẽ chạy tự động ở đây đó, nó sẽ chạy theo hình thức tùy vào các cái thuật toán hoặc là các chiến thuật của đội thi. Mà robot chạy tự động tức là nó sẽ tự chạy thôi. Có đội thi sẽ là có những cái đoạn code để chạy tới, chạy ngang, chạy vuông góc, làm sao đó để tận dụng 30 giây đầu tiên được. Chúng ta ghi được nhiều điểm trước đó, thì hoặc là cũng có các đội thi dùng thêm các cảm biến về cảm biến góc để có các cái hướng đi cho nó đúng để mà gom banh hoặc là lấy các cái khối vật trước chẳng hạn. Thì nói tóm lại đó là 30 giây đầu tự động thì robot hoàn toàn chạy tự động mà thôi thầy, không có điều khiển, và nó chạy như thế nào đó là tùy vào cái hình thức lập trình, cái chương trình lập trình của đội thi. Cho em hỏi thêm nữa thầy, cái ví dụ như mình chạy trong 30 giây đầu á, thì khi mà robot mình xuất phát thì cái tay cầm của mình á, là mình ví dụ mình sẽ xuất robot mình xuất phát bên ô xanh
thì tay cầm mình sẽ đặt bên ô đỏ, đúng không thầy? À dạ đúng rồi thầy. Dạ. Dạ và các đội lưu ý giúp em là chúng ta có quyền kết nối tay cầm điều khiển từ trước nha, chứ không có phải là hết 30 giây bắt đầu bật tay cầm lên và mất mấy giây để cho nó chờ kết nối nữa, thì nó mình sẽ gặp bất lợi nha các thầy cô, mình không có tận dụng được hết cái thời gian thi đấu. Nên là chúng ta có quyền kết nối tay cầm ở trước nhưng mà chúng ta không được khiển thôi. Dạ rồi, xin mời cô Hiếu Nguyễn ạ. Thầy Chí ơi, thầy có trong nhóm Zalo không thầy Chí ơi? Dạ, có thầy. Dạ, trong nhóm Zalo thì các thầy cô cũng chia sẻ cái chương trình tự động á, thầy có thể tham khảo nhé. Dạ, tại vì em thấy người ta đang muốn hỏi gì cho kỹ như này thì mới tham Dạ, gia dạ, lại. Dạ, cảm dạ. ơn thầy. Dạ, xin mời cô Hiếu ạ. Dạ, em có hai câu hỏi ạ. Một câu hỏi thứ nhất là cái gỗ khối chồng lên nhau á mà bị tiếp xúc với thành là nó bị không điểm luôn hay là nó không được cái mức 18 điểm mà chỉ được cái mức 12 điểm ạ? Cái trường hợp mà bị mất điểm á thầy, với là câu hỏi thứ hai là khi mà cho robot xoay tự động á là mình theo thuật toán thì mình đi lùi mình đi tới đều được hay là phải cái robot của mình phải đúng một cái hướng của ban tổ chức quy định ạ? Đó là hai câu hỏi của em. Dạ rồi, em sẽ giải đáp các cái câu hỏi của cô ha. Đầu tiên đó là việc robot các cái khối vật. Đó là ý là cô hỏi trong cái trường hợp này đó thì là cái khối vật ở dưới vẫn được tính điểm như bình thường Dạ đúng rồi. và khối vật ở trên sẽ không được tính điểm. Và không có điểm nào hết. Dạ đúng rồi Tuy cô. là nó ở trong khung thành nhưng mà không được tính, không Dạ có đúng điểm. rồi, không có điểm, không được Dạ. tính điểm. Dạ Và rồi. câu hỏi thứ hai của cô đó là cái robot của cô cái hướng chạy hướng quay nào đó thì nó tùy thuộc vào cái chương trình lập trình của đội của cô, tùy thuộc vào cái sự sáng tạo các cơ cấu để làm sao chúng ta thi đấu một cách hiệu quả nhất, chứ ban tổ chức không có quy định nào cụ thể về hướng robot cả nha cô. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, cái câu hỏi của cô Hiếu thì có một cái trường hợp như thế này, đó là các robot robot đã gấp được cái khối vuông hoặc là khối tròn gì đó vào trong khung thành nhưng mà chưa thả xuống, thì trường hợp này cũng sẽ làm chúng ta có được tính điểm hay không? Câu hỏi này thì cũng gần gần liên quan với cái trường hợp mà em nói ở đây. Thì đối với khối vuông, mặc dù mình xét nhìn từ trên xuống đã vào trong khu vực khung thành nhưng nếu chưa tiếp xúc với mặt sân á thì vẫn không được tính điểm. Thì trường hợp này thì các thầy cô cũng lưu ý các khối vật thứ nhất phải tiếp xúc với mặt sân thì mới được tính điểm. Còn thứ hai, trường hợp không tiếp xúc với mặt sân thì buộc phải chồng lên một khối khác mà không chạm vào khung thành thì mới được tính điểm. Dạ, và có một theo kinh nghiệm tổ chức thì cũng trước đây cũng có một vài cái trường hợp đó là robot sẽ đặt các cái khối vật và thả xuống trong khu vực ghi điểm, thả xuống trong những giây cuối cùng hoặc là thả xuống sau khi mà thời gian thi đấu kết thúc, thì cái này thì trọng tài sẽ xem xét để mà xem lại các cái clip thi đấu để có những cái quyết định ghi nhận kết quả đúng đắn. Cũng có những trường hợp như vậy nhé thầy cô. Thì em gọi vui đó là những trường hợp trọng tài cũng phải chết va đó. Dạ rồi, cho em hỏi là các thầy cô, các đội thi và các em học sinh có những câu hỏi nào khác không ạ? Dạ rồi, mời thầy ạ. Dạ thầy cho em hỏi là cái kích thước robot 60 cm là cái lúc xuất phát 60 có rồi tới cái lúc mình di chuyển là mình có được tăng lốt 60 không thầy? Dạ rồi, thì các thầy cô nên, các đội thi nên đọc kỹ và nghiên cứu kỹ cái thể lệ thi đấu do ban tổ chức đặt ra ha. Thì đây cái nội dung của thầy hỏi
nó đã có ở trong cái thể lệ thi đấu rồi. Khi thi đấu có thể mở rộng kích thước nha. Đó. Dạ rồi. Và tất nhiên trong cái quá trình thi đấu thì các đội thi cũng lưu ý chuẩn bị giúp em một số các cái thông tin. Thứ nhất là chúng ta có cái camera ha, luôn luôn chúng ta có cái kết nối camera để thi đấu rồi, đó là một cái vấn đề chắc chắn rồi. Ngoài ra thì việc kết nối âm thanh, đó là chúng ta có luôn sẵn sàng bật mic lên để trao đổi với trọng tài, với các thành viên ban tổ chức để có những cái trao đổi cho nó kịp thời và phù hợp. Cái vấn đề nữa đó là trong lúc thi đấu thì các đội thi nên có cái đường truyền internet một cách ổn định nhất để chúng ta thi đấu. Không thể nào mà trong lúc thi đấu thì chúng ta bị giật, bị lắc và khó nghe những cái hiệu lệnh của trọng tài, cũng như là trọng tài cũng khó thể nào mà ghi nhận cái kết quả một cách chính xác được. Thì một số các vấn đề đó thì ban tổ chức lưu ý với lại các đội thi. Rồi xin mời thầy ạ. Mời thầy và cô, hoặc là cô đang giơ tay ạ. Dạ, cho hỏi ban tổ chức là trong đợt thi của mình là có hai nội dung là tự động với điều khiển á. Thì điểm sẽ là điểm tổng của tự động với điều khiển. Như vậy là đội thi sẽ cung cấp một số hình ảnh cho ban tổ chức phải không ạ? Hình ảnh thứ nhất là cái phần số quả bóng, hoặc là cái phần điểm ghi trong đợt chạy tự động là 30 giây đầu tiên á. Là hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai là kết thúc trận đấu. Và với hình ảnh thứ ba là có phải là hình ảnh mà các bánh xe nó nhấc lên khỏi mặt nền. Dạ rồi. Dạ. Mời thầy Thanh. Cái việc mà cung cấp hình ảnh ở đây là chắc là em nghĩ thầy đang hiểu nhầm một chút xíu về cái thời gian thi đấu rồi. Thời gian thi đấu của chúng ta sẽ liên tục trong 150 giây, tức là bắt đầu thì tự động, hết 30 giây thì chúng ta ngay lập tức đó thì chúng ta được điều khiển luôn, chứ chúng ta sẽ không dừng lại. Và sau khi hết tổng thời gian thi đấu chính thức là 150 giây thì ban tổ chức mới ghi nhận kết quả thi đấu. Thì tới lúc đó thì mới cần các giáo viên cung cấp thêm một vài các cái hình ảnh về kết quả thi đấu nha thầy. Dạ, như vậy thôi. Như vậy là cái phần điểm ghi ở 30 giây đầu tiên á, thì sẽ có cơ sở nào để chấm, hay là 30 giây đầu tiên nó chỉ là cái lợi thế về thời gian? Dạ. Đúng rồi thầy, 30 giây đó chỉ là lợi thế về thời gian thôi. Đội nào có cái chương trình lập trình tốt thì chúng ta sẽ có cái lợi thế, kết quả điểm nó sẽ vượt trội hơn thôi, chứ không có ghi nhận kết quả tự động hay là thi đấu chứ không có tách rời ra hai cái kết quả đó nha thầy. Dạ 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 dạ, cảm ơn thầy. Dạ hiểu rồi. Dạ xin mời thầy cô ạ. Dạ xin mời thầy cô đang giơ tay ạ. Alo, vâng, thầy thực cho em hỏi chút ạ. Là khi mà các bạn sử dụng tay cầm để điều khiển ấy, thì có quy định bắt buộc là các bạn phải đứng bên ngoài khu vực sa bàn thi đấu không? Hay là các bạn có thể di chuyển vào bên trong sa bàn? Tại vì cái khu vực mà cây sa bàn của em nó cũng hơi bị hẹp. Nếu như các bạn đứng ở ngoài, đứng cuối thì nhìn nó cũng hơi bị quan sát, hơi bị khó. Dạ, theo như quy định thì cũng chưa có cái quy định nào cụ thể cho các bạn, cho các bạn điều khiển một cái vị trí cụ thể cả. Tuy nhiên thì cái việc quy định là cái tay cầm điều khiển nó nằm ở trong khu vực xuất phát, đặt trong cái khu vực xuất phát thì chắc chắn là cái thí sinh điều khiển
chắc chắn là cũng sẽ phải đứng gần bên cái khu vực xuất phát rồi thầy. Đó, thì ngoài ra thì các bạn trong lúc điều khiển thì các bạn có thể di chuyển. Tuy nhiên thì thí sinh không được vào, không được bước vào trong cái khu vực hoạt động của robot nha thầy. Thì việc mà bước vào nó sẽ ảnh hưởng đến việc là các cái khối vật nó lăn hay là sẽ có sự tác động của thí sinh thì không được. Tuy nhiên còn lại thì thí sinh có thể đứng bên ngoài để quan sát và điều khiển. Tất nhiên chúng ta cũng lưu ý đó là việc là cái tay cầm điều khiển nó phải luôn luôn nằm ở trong cái khu vực ghi hình của camera nha thầy, chứ không thể nào mà đi ra khỏi một cái khu vực nơi khác để mà điều khiển, thì có thể là cái kết quả nó sẽ không có được ghi nhận đúng lắm. Nên là thí sinh phải điều khiển trong cái tầm ghi hình của camera là được nha thầy. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Dạ, xin mời các thầy cô ạ. Dạ, phải cho em hỏi chút nữa là trong quá trình thí sinh thi có được đổi điều khiển cho một bàn trong đội khác không ạ? Dạ. Ví dụ như đội có 5 người nhưng mà bạn đó chọn là vào thi đấu nhưng mà trong thời gian là tâm lý sau đó không ổn á, thì bạn đó sẽ chuyển tay điều khiển cho một bàn khác thì có được không ạ? Dạ, những cái vấn đề cô hỏi thì nó nằm trong cái phạm vi đó là thể lệ thi không đề cập thì chúng ta được phép nha cô. Dạ, dạ tức là các bạn có quyền đổi người điều khiển làm sao đó để cho cái kết quả thi đấu của chúng ta được tốt nhất là được. Dạ. Vậy ban tổ chức cũng khuyến khích các đội nên đổi. Và có thể trong tương lai là ban tổ chức sẽ có luật là yêu cầu bắt phải đổi sau 1 phút. Thứ nhất là tạo điều kiện cho tất cả các em. Và thứ hai là cái việc đổi như vậy thì nó cũng giống như chúng ta, thật ra thi đấu nó áp lực lắm. 1 phút nó đối với các em là rất là dài. Ban tổ chức đã chứng kiến và đã có kinh nghiệm cái này. Nên thành ra là nếu mà chúng ta có thể cho nhiều em rèn luyện và trong quá trình chúng ta có thể thay đổi được thì thường kết quả nhiều khả năng nó sẽ tốt hơn, bởi vì các em chỉ phải tập trung trong vòng 1 phút thay vì là 2 phút. Dạ, xin mời các thầy cô ạ. Dạ thì chắc là các thầy cô cũng chưa có nhiều câu hỏi ha, thì em sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo, đó là sẽ bốc thăm cái danh sách thi đấu của cái thứ tự thi đấu. Dạ, trước khi cái việc bốc thăm cái thứ tự thi đấu này, em có một cái lưu ý cho các thầy cô ha. Đó là để thuận tiện cho ban tổ chức tổ chức thi đấu, thì em ghi nhận một vài cái tên của các đội thi nó còn khá là dài, và khi hiển thị lên trên cái màn hình thi đấu thì nó bị nó bị tràn ra đó các thầy cô. Nên các thầy cô, các đội thi vui lòng là dành một chút xíu thời gian vô lại cái link mà ban tổ chức gửi để các đội thi cập nhật tên nhá, thì đổi lại giúp em cái tên của đội thi làm sao đó cho nó phù hợp. Đó là nó khoảng trong khoảng 15 ký tự thôi các thầy cô, trong khoảng 15 ký tự. Em sẽ gửi lại cái link đó ha.
Trong lúc chờ thầy trực chia sẻ link với thầy cô thì chắc em cũng có thêm một vài ý. Cái này là kinh nghiệm mà khá là quý giá từ đợt trước, thì thầy cô có thể lưu nốt lại để mình có những cái chuẩn bị tốt hơn. Cái thứ nhất là về pin đó thầy cô ạ, thì trong cái nhóm Zalo thì cũng có thầy cũng có thể là đã gặp tình huống này. Thì các em thì thường hay không quan tâm nhiều đến pin, thì chúng ta chạy giữa chừng thì nó hay bị ngắt kết nối hoặc là robot bị tắt. Thì nó có hai cái pin, thì pin của robot và pin của tay cầm. Thì chúng ta cố gắng chúng ta để ý pin và chúng ta sạc đầy đủ tốt nhất cho cái đợt thi, tránh tình trạng là khi chúng ta thi mà nó bị hết pin thì lúc đó thì không thể cứu vãn được. Thì cái đó cũng là một cái thầy cô lưu ý. Và cái thứ hai nữa là trong quá trình chúng ta thi đấu á, thì nên có các bạn nhắc nhau về thời gian. Thật ra nó cũng giống như chúng ta chơi thể thao á, cái việc chúng ta phân bố thời gian 30 giây đầu chúng ta làm cái gì, 30 giây sau làm cái gì, và còn bao nhiêu thời gian để chúng ta ghi điểm bằng cách nâng bánh xe, thì thật ra trong quá trình người điều khiển không thể nào canh được hết tất cả những cái đó. Nên thành ra là thông thường một cái đợt thi thường sẽ có hai bạn, thì một bạn sẽ là điều khiển, còn bạn kia sẽ là đóng vai trò nhắc và chỉ bằng cách quan sát. Thì thầy cô có thể sắp xếp để cho cái phần điều khiển nó tốt nhất. Có thầy cô mình giơ tay thì mình cứ trao đổi đi ạ. À dạ alo ạ. Dạ alo. Dạ có nghe được rồi cô. À dạ bên ban tổ chức cho mình hỏi một xíu là trong con robot á, nó có một cái motor để hút banh. Nhưng mà nếu mà trong quá trình điều khiển đến thời gian thi đấu chính thức 150 giây sau á, mà không có kịp để tắt cái motor đó mà nó vẫn quay trong quá trình thi sao, có vẫn có ổn không? Hay là mình bắt buộc phải tắt nó? Dạ nghe kiểu dạ. Không? Dạ, cái này thì em xin phép được giải thích như giải đáp như sau nha cô. Dạ. Tức là cái hoạt động đó nó không làm ảnh hưởng tới cái kết quả thi đấu, thì nó sẽ không có bị không sao nha cô. Tức là nó không có những cái cơ cấu để mà nó gạt những cái trái banh vào hoặc là ra khỏi cái khu vực ghi điểm, mà sau khi thời gian thi đấu kết thúc thì nó không ảnh hưởng gì, thì sẽ không bị trừ điểm nha cô. À dạ rồi cảm ơn ạ. Nhưng mà trong trường hợp là giả sử như cái động cơ nó vẫn quay mà hết giờ rồi, lúc đó nó vẫn tiếp tục nó đẩy trái banh vào trong khung thành á, thì những cái trái banh mà được đẩy vào sau khi thời gian kết thúc thì trọng tài sẽ quan sát và sẽ loại những trái banh tính điểm đó ra. Còn cái vấn đề động cơ đang quay thì không thành vấn đề và sẽ không bị trừ điểm. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, thì nội dung tiếp theo thì em cũng cảm ơn các thầy cô đã sớm cập nhật lại cái tên thi đấu. Một vài cái đội thi thì còn tên cũng khá là dài, thì chắc là em sẽ liên hệ, bên em sẽ liên hệ và gửi lại các thầy cô cái thông tin sau ha. Dạ các thầy cô có câu hỏi hay có vấn đề nào cần đề ra thì cứ bật mic lên cùng trao đổi đi ạ. Dạ các thầy cô có vấn đề thì cứ bật mic lên mà để cùng trao đổi nha. Dạ em hỏi thầy cô tí, đó là về công tác tổ chức thi đấu là bây giờ em có coi trên YouTube thì thấy một lượt như vậy là hai đội thi đấu, vậy thì mình vẫn thi đấu và trên cái đường link của Google Meet này đúng không ạ? Và
em hỏi để em tất cả định hướng để ngày mai thi bữa sau thi thử rồi mình dễ là mình sẽ trên Google Meet này, rồi cái việc mà phân chia màn hình là của ban tổ chức lo, rồi cái thứ hai nữa là cái việc đặt tên, đặt tên và tài khoản để đi vào này để mà sinh hoạt thì có phải đặt tên theo cái đồ thi luôn hay không, để là giúp cho ban tổ chức dễ định vị màn hình hay như thế nào luôn, thì cũng tại em chưa thấy giới thiệu qua nên mình hỏi để thống nhất cho dễ công tác tổ chức ạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Những vấn đề thầy đặt ra thì cũng khá là nhức nhối đối với ban tổ chức. Dạ rồi, thì đầu tiên đó là việc các cái link tham gia Google Meet á, thì đợt này thì em ghi nhận là chúng ta sẽ có tổng là 46 đội thi. Thì 46 đội thi này sẽ được chia làm 3 phòng thi đấu để đảm bảo cái thời gian thi đấu đó là trong một buổi sáng. Chúng ta sẽ có 3 phòng thi đấu. Thì 3 phòng thi đấu này tương đương với việc là chúng ta sẽ có 3 link Google Meet khác nhau. Thì sau cái buổi thời gian tiếp theo đây á, ngay sau cái phần em chia sẻ này đó, thì sẽ có cái phần đó là bốc thăm thứ tự. Thì dựa theo cái thứ tự đó thì các thầy cô các đội thi sẽ biết mình thi đấu ở phòng nào. Dạ, em sẽ chia sẻ rõ hơn đó là cái link, cái thông tin đó là các đội thi nào sẽ chia sẻ sẽ thi đấu ở phòng nào để chúng ta biết và vào cái phòng đó cho nó phù hợp. Còn lại là việc pin màn hình hay là ghép màn hình thì đó là nhiệm vụ của ban tổ chức. Một nội dung thầy có đề cập ra đó là đổi tên. Thì thực ra thì việc đổi tên này thì ban tổ chức rất là khuyến khích các đội thi đổi tên cái tài khoản tham gia sao cho nó đúng với lại tên của đội thi của mình, tên đội thi. Thì đó là một cái vấn đề quá là tuyệt vời đó cho ban tổ chức tìm kiếm và pin màn hình rất là nhanh. Còn lại nếu mà các đội thi nào mà không thực hiện được thao tác thì cũng không sao, ban tổ chức cũng cố gắng tìm kiếm và tới lúc mà đến thời điểm thi đấu thì cái tài khoản đó cũng có thể giơ tay hoặc là bật mic lên cùng trao đổi để ra hiệu để cho ban tổ chức biết được là đó là cái tài khoản nào và cần pin màn hình nào cho nó đúng. Dạ. Dạ không biết là thầy rõ chưa ạ? Dạ, dạ rồi ạ. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ mời thầy cô ạ. Dạ. Thầy ơi, thầy cho em hỏi chút với ạ. Là bên mình là em có nhận được cái động cơ do bên ban tổ chức cung cấp về á, mà cái động cơ để cuốn cho cái động cơ để cuốn bóng á thầy. Thì bên em sử dụng một cái động cơ khác, đó là công suất của nó là cũng từ 3 đến 6 V thông dụng, tức là cái động cơ DC thôi thì nó vẫn không vi phạm gì đúng không thầy? Dạ rồi. Cơ bản theo như thầy mô tả đó thì là nó không có vi phạm quy định nha. Nhưng mà trong cái cuộc thi này trên trang web cũng có một số các cái phần cũng có nội dung, đó là như em đang chia sẻ đây nè, có một cái list đó là các cái thành phần lắp ráp hợp lệ và không hợp lệ, thì thầy cô cố gắng bám theo cái quy định đó và nghiên cứu kỹ phần này nha thầy. Dạ rồi, em cảm ơn thầy nhiều ạ. Dạ, và thầy Minh cũng đã gửi lại cái phần cái nội dung đó trong cái cửa sổ chat của cái mic này đó. Dạ, cho em hỏi chút nữa là bên đội em đang rất là mơ hồ về cái việc mà làm sao để cho xe nâng bánh á. Em không có tìm hiểu mà chưa biết làm được cái vấn đề này. Với lại là nếu như mà để nâng được bánh thì có cần động cơ thêm gì nữa không? Vì bên ban tổ chức chỉ cung cấp cho tụi em có 5 cái motor thôi ạ. Nên là vừa đủ để thực hiện cái việc là chạy với là hút bóng thôi. Thì việc mà làm cho cái bánh xe nó nâng lên thì bằng cách nào ạ? Có
Câu này chắc để em trả lời đi ạ. Các đội thì chúng ta đều được cung cấp thiết bị như nhau, thì nếu mà chúng ta có thể chủ động sáng tạo sử dụng thêm một số cái thiết bị ở trong cái danh sách thì tốt. Còn nếu không thì dễ nhất là chúng ta lấy cái tay gấp các bạn. Chúng ta chạy đến gần đến cái thành của cái sân á, chúng ta hạ cái tay gấp hết mức xuống thì nó ít nhất là chúng ta sẽ nâng được 2 bắn. Còn nếu mà chúng ta thiết kế đuôi và đầu nó tốt á, chúng ta cũng vẫn nâng như vậy mà chúng ta có thể nâng được 4 bắn. Thì cái này thì cô cứ thử thì cô sẽ thấy ít nhất là chúng ta cũng sẽ được 2 bắn. Thì cái vấn đề này thì với lại khi chúng ta làm á, thì chúng ta cũng để ý rằng trong quá trình chúng ta nâng á, thì chúng ta trong thời gian ngắn thôi, nếu không thì cái động cơ nó cũng sẽ hơi nóng. Thì để lâu quá thì nó vừa tốn pin và hơi nóng khi mà nó ghi lên cái thành đó. Mà tuy nhiên đó là giải pháp dễ nhất và chúng ta không cần một cơ cấu nào mà chúng ta vẫn có thể ghi điểm được. Lý do thì giải thích thêm cho với thầy cô tại sao có cái nội dung này, thì cái format của ORC sẽ luôn luôn có một cái nội dung, đó là khi chúng ta kết thúc thì chúng ta sẽ phải làm một cái hành động gì khác để chúng ta ghi điểm. Thì cái này nó cũng là tạo nên cái sự phức tạp của cuộc chơi, khi đó các đội sẽ buộc phải quyết định việc là chúng ta tiếp tục ghi điểm với các vật thể hay là chúng ta đi ghi điểm theo một cách khác. Thì cái này cũng là một cái mà các đội sẽ phải rất là nhanh nhạy trong quá trình thi đấu. Thì cái này không biết cô đã hiểu rõ không ạ? Chúng ta đi lấy cái tay đó thôi, cho nó đi tới sát khung thành rồi sát cái thành đó, chúng ta ấn xuống một phát thì giống như chúng ta hít đất thôi ạ. Dạ rồi, em rõ rồi ạ. Dạ em xin cảm ơn thầy. Dạ xin mời thầy Quang ạ. Vâng ạ, em muốn hỏi một chút về cái vấn đề mà như các thầy có nói về cái vấn đề mà yếu pin ấy. Thì bây giờ thì tụi em muốn giả sử như là mua pin với cả pin dự phòng ấy, cho cả tay cầm và cho cả main, thì chúng em có thể tìm được ở địa chỉ nào ở khu vực Hà Nội, thì chúng em có thể tìm địa chỉ nào thì nhờ ban tổ chức có thể là hỗ trợ được một số cái địa chỉ chúng em có thể mua được. Cảm ơn ban tổ chức. Dạ rồi, em xin giải đáp thắc mắc của thầy ha. Thì theo quy định pin nhá, thì là ban tổ chức quy định là pin nó sẽ không vượt quá 12V nha các thầy. Có cái bảng quy định về pin và nguồn điện á, có cái rất là cụ thể. Thì cơ bản pin trong cái bộ robot mà ban tổ chức cung cấp á, thì có tính toán, bên nhà sản xuất đã tính toán để cho thời gian thi đấu của chúng ta quá dư dả rồi, nên là thầy không cần phải em nghĩ là thầy cô và các thầy cô các đội thi chưa cần phải suy nghĩ đến việc là mua thêm pin, mà chúng ta chỉ cần lưu ý là sạc đầy trước khi diễn ra trước các buổi thi đấu thôi. Rồi ngoài ra thì pin của tay cầm điều khiển đó, thì thầy cô cũng chỉ cần lưu ý là chỉ cần sạc trước khi cái buổi thi đấu thôi. Ngoài ra thì pin đó sẽ không có thể vừa sạc vừa điều khiển được, các thầy cô lưu ý nha, lúc mà sạc thì sẽ không điều khiển được. Đó là cái cơ chế mà bảo vệ cho người dùng đó, nên là thầy cô lưu ý cái phần đó. Chúng ta chỉ có một cái lưu ý đơn giản thôi, đó là ví dụ như buổi sáng ngày chủ nhật thi, thì chiều hoặc là tối thứ bảy chúng ta luyện tập xong là cắm sạc cho nó đầy là được, là hôm sau chúng ta thoải mái thi đấu nguyên cái buổi đó rồi. Thầy Trực ơi, cái này vấn đề này thật ra các đội tập luyện ở đây cũng gặp phải đó. Chúng ta tập luyện thì chúng ta rất là tốn pin, nên thành ra là cái việc chúng ta tập luyện xong mà hết pin thì chúng ta lại phải đi cắm sạc và chúng ta chờ đến buổi sau, nó rất là khó, nên thành ra đó cũng là một cái nhu cầu. Thì tất cả các cái thiết bị này do OSTEM tài trợ cho chương trình ORC, đây là chương trình phi lợi nhuận,
Thì những cái thiết bị này cũng có bán trên cái trang web ostem.vn, thì thầy cô hoàn toàn có thể vào trong đó, vào trong cái mục robotics thì thầy cô sẽ có thể tìm thấy tất cả những cái thành phần của robot RC này. Còn nếu thầy cô nào gặp khó khăn thì cứ nhắn tin cho các bạn hỗ trợ, bất kỳ bạn nào thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ cho thầy cô. Thì ostem hiện nay chưa có chi nhánh bán hàng ở ngoài Hà Nội, nhưng từ đây đến tuần sau chúng ta mới thi đấu lần, nên thành ra cái việc ship hàng chắc cũng không gặp vấn đề gì khó khăn ạ. Dạ, em xin mời thầy Tho. Dạ, thầy cho em hỏi như cái tất cả các động cơ của robot đó là mình robot thì được cung cấp một cái servo, như vậy em có cần thêm một servo thêm trong cái chương trình đó được không như thầy? Em xin hết. Dạ, ban tổ chức không có quy định là dùng bao nhiêu servo cả thầy, nên là chúng ta cứ mạnh dạn sáng tạo các cái cơ cấu làm sao đó để chúng ta thi đấu một cách hiệu quả nhất cho đội thi của mình nha thầy. Dạ, cảm ơn. Dạ, các thầy cô chỉ lưu ý giúp em là trên cái men điều khiển của robot nó có bốn cái cổng kết nối với servo đó, bốn cổng điều khiển servo đó. Dạ, chúng ta cứ mạnh dạn sáng tạo thêm các cơ cấu để thi đấu một cách hiệu quả. Dạ, thì chắc là chúng ta sẽ không có còn nhiều thời gian nữa, nên em xin phép được chuyển qua cái nội dung tiếp theo, đó là chúng ta sẽ bốc thăm thứ tự thi đấu. Thì đây là một cái nội dung online, nên em sẽ chia sẻ ở dưới dạng là chia sẻ màn hình ở đây luôn nha các thầy cô. Theo thông tin như các thầy cô cập nhật ở trên đó, thì em sẽ copy vào trong cái vòng quay này, và hình thức đó là chúng ta sẽ quay đội nào ra trước thì em sẽ xếp đó là team 1, mà cứ như vậy cho tới đội thứ 46 nha các thầy cô. Các cái hình thức thi đó thì sau khi mà có cái thứ tự này rồi thì em sẽ chuyển qua bên cái lịch thi đấu và sẽ công bố lại cho các đội thi một cách rõ ràng và cụ thể. Đây là cái vòng tính điểm ha. Vòng tính điểm này sẽ được thi vào ngày 14 tháng 7 nha các thầy cô. Còn lại cái vòng thi đấu thử vào ngày chủ nhật tuần này, nó là ngày 7 đó, thì em đã xếp sẵn rồi và em cũng sớm cung cấp lên cho các đội thi. Đã rồi, đầu tiên sẽ là từng nào gì anh? Gói nhầm đó. Dạ, do cái nội dung này nó cũng khá là mất thời gian ha, nên là nếu mà đội thi nào chúng ta sẽ không còn cái thắc mắc nào nữa, thì chúng ta cũng có thể rời khỏi cái Google Meet này, và ban tổ chức sau khi có kết quả thì sẽ công bố lên cụ thể cho các thầy cô và các đội thi ở trên các trang truyền thông và thông tin.
Trong lúc thì chúng ta bốc thăm thứ tự các đội thì các thầy cô nào muốn trao đổi hoặc là có những câu hỏi thắc mắc thì thầy cô cứ thoải mái, chúng ta bật mic và chúng ta trao đổi, chúng ta còn khá nhiều thời gian rồi. Xin mời thầy cô đang giơ tay, thầy cô cứ bật mic trao đổi đi ạ. Dạ, cho em xin hỏi là nếu như mình dùng động cơ hợp lệ nhưng mà mình đổ thêm động cơ có được tính là hợp lệ không thầy? Cái quan trọng là động cơ của chúng ta sử dụng nó nằm trong danh sách cho phép là được. Dạ. Thì thông thường thì theo như trong danh sách đó thì các loại động cơ công suất nhỏ thì hầu như là đều được hết, trừ các cái loại động cơ công suất lớn. Và các loại động cơ công suất lớn là những cái động cơ mà thường có đường kính lớn hơn cái động cơ mà các đội được cấp ấy, thì nó tạo sự không công bằng lắm. Thì trong quá trình thi đấu, nếu ban tổ chức quan sát được thấy những cái động cơ như vậy thì có thể là sẽ nhờ các đội cho xem kỹ hơn, và nếu phát hiện ra những cái đó thì các đội có khả năng sẽ bị trừ điểm hoặc là bị hủy kết quả thi đấu, nên các đội để ý. Riêng các động cơ, nói chung là các động cơ từ 36V mà trong danh sách cái file các cái thiết bị hợp lệ thì đều được phép. Nhưng mà mình độ mình quấn dây chì lên có được tính không thầy? Mình quấn dây chì là như thế nào nhỉ thầy nhỉ? Mình quấn dây đồng để mình tăng cái sức quay đó thầy. Tức là mình mở cái động cơ ra là mình độ bên trong á. Dạ không, cái việc quấn dây chì thì thường quấn vòng vòng ở ngoài đó. À, cái mấy trường hợp đó thì được thế. Đó là dạ, những đó. Đó là những cái thiết kế chúng ta sáng tạo ra thì không sao. Thì trong quá trình chúng ta thi thì chúng ta sẽ chia ra các phòng thi. Thì cái phòng thi ở đây thì nó tương đương, gần như tương đương với bảng bảng thi đó. Thì các đội trong cùng một cái phòng thi, trong cùng một cái phòng thi thì sẽ đấu với nhau, liên minh với nhau ạ. Chính xác là chúng ta liên minh với nhau, bởi vì vòng đấu thi đấu tính điểm thì chúng ta không phải là để loại nhau, mà là chúng ta thi xem chúng ta được bao nhiêu điểm. Nên và khi trong quá trình chúng ta thi đấu thì chúng ta sẽ có được 3 lượt. Thì với 3 lượt nếu mà tất cả chúng ta đều chung một cái phòng mà thì các đội chờ nhau rất là lâu và rất là khó để tổ chức. Do đó thì đó là lý do ban tổ chức chia ra các phòng thi. Và mỗi phòng thi thì sẽ có 16 đội. Và chúng ta sẽ thi đấu trong 3 lượt thi đấu và trong một buổi sáng. Và chúng ta sẽ so sánh điểm của tất cả các phòng thi là một cái danh sách thôi. Mặc dù chúng ta chia ra 3 phòng thi nhưng danh sách chúng ta vẫn lấy điểm từ trên xuống dưới sau vòng thi đấu tính điểm. Dạ, hiện tại thì em đã có kết quả của 14 đội thi đấu đầu tiên rồi. Đội MT Hunter. Và tiếp theo sẽ tới đội nào đây? GCD. Dạ không biết là có hai đội nào mong muốn được liên minh với nhau luôn không ạ? Sau khi chúng ta có lịch thi đấu chính thức thì chúng ta sẽ biết được rằng là với 3 lượt thi đấu đó thì đội của chúng ta sẽ liên minh lần lượt với những cái đội nào. Thì công việc của chúng ta là gì? Thì ngoài cái việc là chúng ta lập tập luyện để chúng ta có thể thi đấu tốt nhất, chúng ta cần phải liên hệ với các đội liên minh với mình. Mục đích là gì? Thứ nhất là để chúng ta phân chia nhiệm vụ. Giống như trong luật thì nó có một cái phần đó là tối đa cả hai đội cùng ghi điểm chỉ được tối đa là 7 khối vuông thôi. Nếu mà 8 khối vuông thì sẽ bị trừ tới 50 điểm. Số trừ đó rất là lớn. Do đó chúng ta cần phải phân chia nhiệm vụ xem đội nào sẽ làm 3 khối và đội nào sẽ làm 4 khối. Cái thứ hai nữa đó là bởi vì điểm là điểm chung
nếu chúng ta được liên minh với một đội gọi là không có mặt đó, thì điểm chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, và khi đó tổng điểm của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó một trong những cái yếu tố để giúp chúng ta có được thành tích cao đó là chúng ta cần phải làm việc với những cái đội liên minh với mình, và nếu như đội liên minh với mình gặp những cái khó khăn chúng ta có thể hỗ trợ thì chúng ta sẽ hỗ trợ. Bằng cách đó thì chúng ta sẽ nâng được cái đội liên minh với mình lên và cả hai cùng được điểm cao, và khi đó tổng điểm sẽ là lớn nhất. Còn nếu mà chúng ta không có sự làm việc với nhau á, đội nào lo đội đó á, thì cái đó nó cũng sẽ không tối ưu được cái thành tích. Và những cái đội liên minh với nhau, có tập luyện với nhau, có chia sẻ, có giúp đỡ lẫn nhau á, để hai bên cùng chạy tốt á, thì đó là những đội sẽ có những cái thành tích tốt hơn. Thì đây cũng là lý do tại sao chúng ta lại có cái hình thức thi đấu liên minh như thế này. Đó, nó giúp cho các đội buộc phải làm việc với nhau trên tinh thần hỗ trợ, giao lưu với nhau. Thì đây cũng là một cái tinh thần rất hay ở trong ở cấp phổ thông. Buổi thi thử của chúng ta thì thi thử với thi thật thì chúng ta đều bắt đầu từ 8:45. Thì các đội cần vào phòng Google Meet từ 8:30 để chúng ta điểm danh và chúng ta setup sẵn sàng hết mọi thứ. Các đội chúng ta đã có tên và ban tổ chức đã nhận được tên và danh sách các học sinh của tất cả các đội. Thì những cái đội nào chúng ta sử dụng lại tên cũ thì chúng ta đã có mã số của đợt trước. Riêng đối với những đội mới tham gia đợt này thì ban tổ chức sẽ tiến hành cấp mã, chắc là đầu tuần sau là chúng ta sẽ có mã của tất cả các đội, và chúng ta sẽ dùng cái mã này rất nhiều vào trong quá trình chúng ta thi đấu và hiển thị kết quả. Thì ban tổ chức cũng hướng tới các đội có thể xây dựng được cái thương hiệu của mình trong suốt một năm thi đấu. Nếu chúng ta giữ nguyên được tên nhóm, chúng ta có mã số, và mã số và tên nhóm đó có thể sau này nó trở thành một cái thương hiệu cho câu lạc bộ của chúng ta, thì đó cũng là một cái điều rất là tự hào. Sau đó chúng ta cộng đồng của chúng ta khi nhắc đến tên đội đó, tên mã đó, là mọi người có thể biết đó là đội nào và thành tích của đội đó ra sao. Đây cũng là những cái mà ban tổ chức đều nhập hết lên trên hệ thống của ORC và phần mềm lên lịch thi đấu. Và sắp tới thì các cái tính năng liên quan đến cơ sở dữ liệu của tất cả các đội tham gia, thành tích thi đấu, thành tích của bảng xếp hạng thì cũng sẽ được hoàn thành trong thời gian tới. Không biết là các thầy cô mình trong cái thời gian vừa qua, các thầy cô chúng ta tiếp xúc và tập luyện, thì các thầy cô có những khó khăn gì thì thầy cô cũng có thể chia sẻ thêm cho cộng đồng mình, và biết đâu rằng là những cái khó khăn của mình thì cộng đồng cũng đã có, các thầy cô khác cũng đã gặp phải và đã giải quyết, thì chúng ta có thể chia sẻ để giúp cho các đội hoặc là các vấn đề chúng ta gặp phải nó sẽ tốt hơn. Thì thầy cô chúng ta cứ thoải mái, chúng ta chia sẻ trong phòng họp ngày hôm nay.
Thật ra thì với hình thức thi đấu như thế này á, thì hình thức thi đấu ORC là hình thức thi đấu mà bám theo cái tinh thần thể thao rất là nhiều và coi cái việc thi đấu này nó giống như là một môn thể thao. Do đó cái việc tập luyện nó khá là quan trọng. Và trong quá trình chúng ta tập luyện á, thì chúng ta cần phải có những cái gọi là cái chiến thuật. Chúng ta thử nghiệm chiến thuật này, chiến thuật kia, và chúng ta tập đi tập lại cái chiến thuật như vậy để xem coi là cái điểm của chúng ta cao hay là thấp. Và sau đó chúng ta sẽ chốt được một cái chiến thuật tốt nhất. Y giống như chúng ta chơi thể thao và chúng ta chơi môn môn đá bóng đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Để có thể được thành tích thì ngoài vấn đề về thiết kế robot, vấn đề về công nghệ, vấn đề về lập trình, riêng vấn đề về tập luyện và cái chiến thuật chúng ta thi đấu nó rất là quan trọng. Một phút đầu tiên chúng ta quyết định chúng ta sẽ làm cái gì, một phút sau chúng ta quyết định làm cái gì, khoảng bao nhiêu giây cuối thì chúng ta sẽ quyết định làm cái gì, tất cả những cái đó thì cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng. Thì tất cả những cái này á, thì chúng ta hướng dẫn cho các em, và thật ra các em sẽ là người giải quyết tất cả những vấn đề đó. Thì theo quan sát của ban tổ chức với làm việc với các đội qua đợt trước, đợt này và ở các cuộc thi khác, thì nói chung là các em giải quyết vấn đề đó rất là tốt. Nhưng quan trọng là chúng ta cần hướng dẫn cho các em là cần phải lên kế hoạch, cần phải lên chiến thuật để chúng ta tối ưu được điểm. Dạ, cho em hỏi xíu ạ. Dạ, mời cô ạ. Dạ, cho em hỏi là buổi thi thử của mình đó là vẫn qua link của ban tổ chức, tức là mình sẽ làm giống như thi thiệt luôn hay sao? Dạ, cái này để em trả lời. Dạ, thi thử chúng ta sẽ vận hành y chang, nhưng nó có một vài điểm khác. Thứ nhất là chúng ta vẫn vào Google Meet như bình thường, và chúng ta cũng chọn các đội liên minh như bình thường thôi. Tuy nhiên thì có một vài điểm khác là, thứ nhất là chúng ta sẽ chỉ có thi đấu 2 lượt, bởi vì thời gian nó cũng có hạn, chúng ta chỉ thi đấu 2 lượt. Và thứ hai nữa là cái phần thi thử này nó sẽ không được tính điểm vào thành tích chung, mà chúng ta chỉ là có một buổi để cho các đội, cho các em trải nghiệm cái luật thi đấu, và chúng ta test cái việc chúng ta set up cái sân và sa bàn thi đấu để cho nó đúng chuẩn. Dạ, với lại mình có thời gian chính thức chưa? Em chưa có nghe tới phải. Dạ, thời gian chính thức là đó là chủ nhật tuần sau, là chúng ta thi đấu vòng tính điểm. Nếu các đội mà lọt vào được vào vòng trong thì chúng ta sẽ thi đấu thêm một tuần nữa, đó là ngày 21 tháng 7, là đó là vòng loại trực tiếp, bao gồm vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Không, em đang hỏi cái thời gian của buổi thử là biết ngày rồi, nhưng mà cái giờ á này. Dạ, thi thử hay thi chính thức đều là 8:45 chúng ta bắt đầu ạ. Dạ, 8:45. Và 8:30 các đội nên vào Google Meet để chúng ta điểm danh. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Thì các đội cố gắng chúng ta set up sa bàn thi đấu và các cái vị trí webcam cho nó chuẩn trước thời gian thi đấu, tránh tình trạng là khi mà chúng ta vào đến giờ thi đấu rồi chúng ta vẫn còn phải chỉnh sân, chỉnh webcam, thì khi đó chúng ta rất mất thời gian và chúng ta chỉ có 60 giây để chúng ta chuẩn bị. Thì ban tổ chức sẽ cho 60 giây để các đội chuẩn bị. Mà thật ra các đội sẽ còn rất nhiều thời gian trước đó, bởi vì chúng ta không thi đấu liên tục, mà chúng ta thi đấu xong cặp này chúng ta sẽ chuyển sang cặp khác. Khi đó hầu như các đội sẽ còn nhiều thời gian. Thì chúng ta chỉ có 60 giây từ lúc ban tổ chức gọi tên, thì chúng ta hãy cố gắng chúng ta set up mọi thứ nó sẵn sàng. Thì ở đợt 1 cũng có trường hợp là các đội là đến giờ thi đấu chúng ta gặp trục trặc, thì cái đó cũng rất là đáng tiếc. Không nhiều trường hợp nhưng mà vẫn có, thì các đội cũng lưu ý. Tuy nhiên thì theo quan sát của ban tổ chức thì đợt này chúng ta đã được thay đổi lên cái mặt điều khiển mới. Thì theo các thông tin đo đạc từ ban tổ chức trong thời gian vừa qua thì cảm thấy rằng là nó rất ổn định và chưa có nhiều vấn đề. Thì đó cũng là một cái cải tiến rất lớn so với các đội ở đợt 1. Và về thể thức thi đấu thì có thể một số thầy cô vẫn còn chưa nắm được hết, thì chắc là em xin nói lại sơ một chút về cách chúng ta tính điểm và chúng ta vào vòng loại như thế nào. Thì
chủ nhật tuần này chúng ta sẽ thi đấu thử, thì chúng ta cũng, các bạn cũng sẽ ghi nhận điểm, cũng có bảng xếp hạng để cho thầy cô tham khảo thôi. Thì tất nhiên bảng xếp hạng đó thì nó chỉ là để cho thầy cô tham khảo để biết rằng chúng ta tổng hai lượt chúng ta được bao nhiêu điểm và chúng ta đứng ở đâu trong cái bảng xếp hạng đó. Nó sẽ không được tính vào thành tích chính thức. Rồi đến cái ngày ngày 14 tháng 7 tức là chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ thi đấu vòng thi đấu tính điểm. Thì vòng thi đấu tính điểm chúng ta mỗi một đội chúng ta sẽ có được 3 lượt thi đấu và kết quả đó là tổng điểm của 3 lượt và chúng ta sẽ có bảng xếp hạng tổng. Thì theo danh sách thi đấu hiện tại chúng ta là có 46 đội, thì chúng ta sẽ có 8 đội có thành tích cao nhất được chọn làm 8 đội hạt giống để lọt vào vòng sau và vòng tứ kết. Thì 8 đội này sẽ được quyền chọn lựa bất kỳ 2 đội nữa ngoài top 8. Do đó các đội mà không nằm trong top 8 vẫn còn được cơ hội thi đấu tiếp nếu được một trong 8 đội chọn lựa. Thì 8 đội hạt giống này mỗi đội sẽ chọn thêm 2 đội để tạo thành một cái liên minh. Liên minh này sẽ giữ nguyên thi đấu cho đến tận chung kết, trận chung kết. Thì cái liên minh này là mỗi liên minh sẽ có 3 đội và hình thức chúng ta thi đấu là chúng ta sẽ loại trực tiếp giữa 2 liên minh với nhau. Thì cứ 2 liên minh đấu với nhau theo kiểu chúng ta sẽ có 3 trận. Thì mỗi một liên minh thì do cái đội hạt giống được chọn làm hạt giống đó là đội trưởng đó, đội đó sẽ được quyền chọn lựa đội nào thi đấu trước, đội nào thi đấu sau. Thì cái hình thức này nó cũng rất là hay, nó khiến cho một đội có thể rất xuất sắc. Tuy nhiên nếu liên minh của mình không đủ mạnh thì hoàn toàn có thể không chiến thắng được. Cái đội chiến thắng chính là cái đội liên minh đều nhất. Bởi vì chúng ta thi đấu tới 3 trận lận và liên minh nào thắng được 2 thì liên minh đó sẽ được lọt vào vòng tiếp theo. Và chúng ta cứ như vậy chúng ta thi đấu cho đến trận chung kết để chúng ta ra nhất nhì và đồng thời chúng ta cũng sẽ có trận 3-4. Dạ rồi, như vậy thì chắc là em đã có cái kết quả về thứ tự thi đấu này các thầy cô. Rồi, ở trên này có các phòng thi đấu. Và em sẽ cập nhật lại thêm cái thông tin đó là về huấn luyện viên ha. Chúng ta sẽ có cái tên đội thi sẽ bao gồm là mã đội thi và tên chữ cái của đội thi đó. Thì trong lúc thi đấu thì chúng ta sẽ ngoài cái việc quan tâm đến tên đội thi thì chúng ta cũng nên quan tâm đến mã đội thi của mình. Những cái đội thi nào mà có mã được cấp mã từ trước ha, từ đợt 1 thì cho tới thi đợt 2 thì bên ban tổ chức cũng sẽ giữ những cái mã cũ cho các đội thi đó. Rồi, và còn lại thì việc là xếp các phòng thi và thứ tự thi đấu trong cái phòng thì ban tổ chức sẽ sắp xếp và công bố cho các đội thi ở trong cái vào đầu tuần sau. Và còn một cái nội dung nhỏ nữa đó là cái lịch thi đấu của ngày chủ nhật tuần này, tức là thi đấu thử đó. Cái lịch thi đấu thử thì ban tổ chức cũng đã sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Cái này là sắp xếp một cách ngẫu nhiên thì chúng ta cũng có một cái kết quả. Cái lịch thi đấu giữa hai phòng, mỗi đội thi sẽ có hai lượt thi đấu. Lịch thi đấu chính thức chúng ta cũng sẽ tương tự như thế này. Tuy nhiên thì cũng sẽ có 3 phòng và mỗi đội sẽ có 3 lượt thi đấu nha các thầy cô. Đó thì thi đấu chính thức cũng tương tự như thế này luôn. Và trong ngày mai thì em sẽ công bố cái nội dung thi đấu vào cái lịch thi đấu thử ngày chủ nhật, và đầu tuần sau thì em sẽ công bố cái lịch thi đấu chính thức ngày 14 tháng 7 để công bố một cách nha, từ từ để các thầy cô không bị trôi thông tin. Dạ, ngoài ra các thầy cô có câu hỏi hay là có vấn đề gì cần hỏi về cái tỷ lệ thi đấu cũng như về lịch thi đấu nào không ạ? Dạ, mời thầy ạ.
Dạ, cho em hỏi cái chỗ hình thức thi đấu liên binh đó thầy. Cái chỗ hình thức thi đấu liên binh là ví dụ mình thi cái đợt trực tiếp của tuần sau nữa, là mình thi từng đội riêng biệt rồi mình chọn ra, rồi sau đó mới có liên minh. Vậy khi mình thi liên minh á, là hai đội liên minh thi một lượt hay là hình thức thi trước thi sau sao này, thầy nói là dùng cái Dạ, trước khi giải đáp trong cái thắc mắc của thầy thì chắc là em sẽ mở một cái clip thi đấu mẫu ạ. Vì em cần một cái hình ảnh cho nó cụ thể. Dạ rồi. Thì tương tự như thế này thầy ha, tức là hai đội thi liên minh với nhau thì chúng ta sẽ cùng thi đấu cùng một lúc theo cách nha thầy. Và kết quả sẽ là tổng điểm của hai hai lượt thi của hai đội thi này, tổng kết quả của hai đội thi liên minh. Lúc thi đấu thì ban tổ chức cũng pin hai cái màn hình như thầy xem ở trên bảng luôn, trên trên màn hình em chia sẻ luôn nha thầy. Hai đội thi sẽ thi cùng một lúc và theo như cái lịch thi đấu ở trên này thì ví dụ như trận đầu tiên lúc 8:45 đội Lâm Đồng thi đấu với đội Đắk Lắk, hai đội này liên minh với nhau. Đội Lâm Đồng xuất phát ở ô màu xanh, đội Đắk Lắk xuất phát ở màu đỏ tại phòng thi 1 lượt 1 của hai đội này. Đó, tương tự như vậy thì các đội khác trong cùng phòng 1 và đều thi lượt 1. Sau khi thi hết lượt 1 thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian là 10 phút để nghỉ giải lao. Sau đó tiếp tục thi tiếp lượt 2 và cứ như vậy cho tới lượt 3 nha thầy. Và hình thức thi đấu tương tự như thầy xem ở trên cái clip thi đấu. Dạ, mời các thầy cô ạ. Thầy ơi, cho đội Dạ, em xin dạ đổi em một mời chút cô. xíu về cái tên đội ạ. Dạ rồi. Thì hiện tại thì bên em đã vừa khóa cái phần chỉnh sửa rồi á. Nếu mà cô cần cập nhật thêm gì đó thì liên hệ với em hoặc các bạn hỗ trợ đó, thì bất kỳ bạn nào cũng có thể hỗ trợ các thầy cô đổi tên được nhé. Dạ, em cảm ơn. Dạ vâng ạ. Dạ alo, cho mình hỏi thêm xíu ạ. Dạ mời cô. Mình hỏi xíu là trong cái phần thi chính thức đó, mình có tổng cộng là 3 lượt thi. Lượt 1 thì mình đã quay số để đội ngẫu nhiên rồi. 2 lượt sau là mình sẽ tự chọn một đội tham gia. Nhưng mà tự chọn thì tự chọn bằng cách nào cho đảm bảo là không bị trùng đội. Nói chung là đảm bảo sao đội nào cũng được thi 3 lượt. Là vẫn chưa hình dung được là mình sẽ chọn ngẫu nhiên 2 lượt sau như thế nào. Dạ. Tức là lượt đầu thì đội của cô liên liên minh với đội đội A, nhưng mà lượt sau sẽ liên minh với đội B nha cô. Làm sao để cho đủ mỗi đội có 3 lượt thi đấu là được. Và tổng cái thành tích của đội đó là tổng thành tích của 3 lượt thi đấu. Dạ cô rõ À chưa? dạ cái đó thì mình ok rồi, nhưng mà mình đang không biết là cái lúc mà chọn đội á, là chọn như thế nào, tại vì các đội dường như là không có cái connect nào với nhau trước đó, nên là việc chọn thì cũng không biết như thế nào cho nó đảm bảo. Ví dụ như mình muốn mình đội A mình muốn liên kết với đội B, nhưng mà đội B đã đủ lượt rồi, tại vì có những đội khác liên liên kết rồi, thì vậy sẽ làm mất thời gian quá, thì mình phải liên hệ như thế nào cho nó đừng mất thời gian của tất cả. Dạ vâng, dựa theo cái danh sách này thì ban tổ chức sẽ sắp xếp các đội thi đấu chung phòng và liên minh với các đội khác chung phòng một cách ngẫu nhiên nha cô. À dạ rồi, như vậy thì trong cái chung phòng, vậy là mình sẽ biết là cái đội nào chung phòng mình,
rồi mình tự hỏi với nhau trước bữa thì chính thức. Dạ tới đúng bữa rồi. Chính thức thì mình cứ đúng thay rồi. Dạ. thì vậy là có cần báo với ban tổ chức là à, lượt một thì đội này đó liên kết với đội này, lượt hai đội kia liên kết lượt kia đội kia không? Dạ dạ cái này thì ban tổ chức sẽ sắp xếp các liên minh một cách ngẫu nhiên và thông báo cho các đội thi vào thứ hai tuần này, tuần sau. À rồi rồi, ok, dạ, cảm ơn. Dạ thật ra thì lịch thi đấu nó đã lên hết rồi thì cô ạ. Thì ban tổ chức lúc nãy vừa mới bốc thăm chính là điền tên vào thôi. Tức là đội nào liên minh với đội nào thi đấu vào lúc mấy giờ ở phòng mấy thì lịch thi đã có hết rồi thì lúc nãy thầy trực bốc thăm ngẫu nhiên đó chính là để điền tên các đội vào thôi ạ. Dạ rồi, xin mời thầy cô Lộc Bảo ạ. Dạ xin mời thầy cô ạ. À, thấy thầy hay cô có nhắn trên cái Google Meet đó là kết nối camera như thế nào thì ban tổ chức khi phát sân á, thì nó có cái webcam á, thầy cô ạ. Thì webcam thì nó cũng giống như webcam trên máy tính của thầy cô thôi. Thì chúng ta kết nối USB vào và khi chúng ta vào Google Meet thì chúng ta chọn cái webcam, thay vì là webcam ở trên laptop của chúng ta thì chúng ta chọn cái webcam mà nối dây bên ngoài vào đó. Thì khi đó chúng ta có thể chiếu được cái hình ảnh từ camera, từ webcam đó. Và khi đến lượt chúng ta thi đấu thì ban tổ chức sẽ chiếu, sẽ pin lên, ghim lên thì cả phòng thi chúng ta sẽ nhìn thấy được hai đội thi đấu ạ. Còn trường hợp nếu thầy cô gặp khó khăn trong việc set up cái webcam hoặc là cái góc nhìn thì thầy cô cứ nhắn lên các bạn sẽ hỗ trợ. Thì cô set up xong cũng có thể gửi cái góc nhìn của webcam của mình về vào trong group thì các bạn hoặc là các thầy cô khác có thể tư vấn thêm. Dạ về đội NTN Hải Phòng thì chắc có đó thầy ạ. Chắc có gì nếu mà có để bên em sẽ xem lại chính xác lịch thi đấu chính thức rồi có gì gửi ra cho các đội. Không sót đâu thầy an tâm nhé. NTN Hải Phòng giới thiệu cho phòng mình là cộng đồng mình NTN Hải Phòng là một trong những đội rất mạnh đó thầy cô ha. Là ứng cử viên vô địch đó thầy cô ạ. Nên các thầy cô cũng có thể nên lưu ý nếu mà chúng ta liên minh được với những đội mạnh như vậy thì đó cũng là một cái lợi thế đó. Thì tất nhiên cái này thì chúng ta bốc thăm thì nó cũng hên xui thôi. Dạ, đội NTN Hải Phòng có trên lịch thi đấu rồi nha thầy. Còn lại lúc nãy em vừa chiếu lên cái lịch thi đấu thử đó và đội không có đăng ký vào lịch thi đấu thử vào chủ nhật tuần này nên không có trên lịch thi đấu thử nha thầy. Dạ, còn lại trên lịch thi đấu chính thức thì đội mình ở đây ạ. Dạ, nếu như không còn vấn đề gì trao đổi nữa thì em xin được kết thúc cái buổi online hôm nay ở đây nha các thầy cô. Em sẽ sắp xếp và cố gắng công bố cái lịch thi đấu sớm nhất vào thứ hai tuần sau cho các đội thi. Ngoài ra thì nếu còn vấn đề gì cần hỗ trợ hay thắc mắc gì đó thì các thầy cô, các đội thi cũng có thể liên hệ với ban tổ chức hoặc các bạn hỗ trợ để được hỗ trợ kịp thời. Dạ cảm ơn các thầy cô và các đội thi ạ.